Tại Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 DEPP3 đã tiến hành cuộc họp lần thứ hai với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, trưởng Ban chỉ đạo DEPP3 cùng lãnh đạo một số cục vụ của Bộ Công Thương, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Trung tâm Hợp tác Toàn cầu Cục Hợp tác Năng lượng Đan Mạch cùng các cán bộ chuyên gia tư vấn, cuộc họp đã báo cáo kết quả đạt được năm 2022 của chương trình DEPP3, cũng như kế hoạch hoạt động của năm 2023. Theo đó, kế hoạch hoạt động trong năm 2023 của chương trình DEPP3 đã đưa ra một số nội dung chính như xây dựng hoàn thành và công bố báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2023, xây dựng các cẩm nang công nghệ về lưu trữ điện năng, chuyển đổi điện năng sang năng lượng xanh, chia sẻ kinh nghiệm của Đan Mạch, nâng cao năng lực cho cán bộ về các tiêu chuẩn và chứng nhận cho các dự án điện gió ngoài khơi, xây dựng đề xuất sơ bộ về định mức tiêu hao năng lượng cho một ngành mới, ngành chế biến gỗ. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Priest đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của chương trình DEPP3 trong năm 2022, đồng thời cam kết sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trao đổi cũng như xem xét để phê duyệt bổ sung nguồn kinh phí cho chương trình trong thời gian tới. Về phía Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cảm ơn Vương quốc Đan Mạch đã có những hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện năng lượng xanh. Tại cuộc họp, Thứ trưởng đã chỉ đạo các cục vụ liên quan phải đẩy nhanh tiến độ trong triển khai thực hiện chương trình. Trong đó, Thứ trưởng mong muốn báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam năm 2023 sẽ hoàn thành đúng thời hạn vào cuối năm 2023.